game today. Hello, chào anh em. Thì hôm nay mình quay trở lại với cả cái bảng nhận định những cái quân bài mạnh nhất vào giai đoạn cuối game anh em nhé. Thì rất là mong được cái sự đón nhận và ủng hộ của các anh em như những cái clip đánh giá trước. Thì anh em thấy hay thì anh em nhớ like và share cho mình anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trước khi đến với cả cái buổi nhận định những cái quân bài mạnh nhất vào giai đoạn cuối game hôm nay thì mình cũng xin nói rõ cho anh em là đây nó là cái bản do mình làm ra. Và tất cả những cái quan điểm nó là quan điểm của cá nhân mình về các cái quân bài. Và cái bản tier list này thì nó rất phù hợp cho những anh em nào mà xem những cái bài hướng dẫn của mình và làm theo. Phù hợp với các anh em mới chơi mà thực hành theo những cái bản clip do mình hướng dẫn, vì đó là cái phong cách chơi của mình cũng như là những cái kinh nghiệm đúc kết từ mình mà ra. Cái tiêu chí mà mình đưa ra đánh giá những cái quân bài xếp ở các cái top trên, các cái top mạnh nhất, không phải là về sức mạnh solo 1v1 mà đó là những cái quân bài đa dụng nhất, những cái quân bài mà có thể thích hợp nhất với rất nhiều những cái đội hình, kèm theo đó là khả năng combat tổng, khả năng có thể là lật kèo trong combat cũng như là chuyển biến, thay đổi về cái trận đấu, cục diện của trận đấu anh em nhé. Trong cái video clip này thì sẽ có một vài cái con cờ mà có thể là mình đọc sai tên, mình đọc theo cái tên Dota Autochess. Thì mình sẽ để cái mũi tên vào cái quân bài đó cho các anh em mới chơi. Trong cái bảng tier list hôm nay thì mình sẽ đánh giá từ dưới lên anh em nhé. Thì ở tier D và tier C là những cái quân bài yếu nhất trong cái con game này. Ở trong hai cái tier này thì nó chỉ phù hợp với những cái Selesai, những cái bộ tộc và những cái class mà nó có ở trong đó. Ví dụ như bộ War, bộ Lai, bộ Rồng, bộ Ép. Và trong những cái bộ đó thì những cái con này nó là những cái con yếu nhất, trừ con Drow này. Nhưng mà con Drow mà đứng một mình thì nó sẽ rất là yếu. Hoàn toàn nó chỉ phù hợp, nó là một cái con thay thế ở trong những cái đội hình Undead chẳng hạn, thì nó cũng chỉ là một cái con thay thế thôi. Và sau này có những cái con Undead mạnh hơn thì con này nó sẽ bán đi. Đó. Tier B của chúng ta thì cái tier này mình xếp nó là những cái con carry, chủ yếu là những cái con carry gây một cái lượng đam khá là lớn. Tuy nhiên nó lại phải phụ thuộc vào cái bộ Selesai quá là nhiều. Ví dụ như là con Dragon Light phụ thuộc vào cái team rồng hoặc là team Light kết hợp với cả Troll, team rồng phép thì nó khá là phụ thuộc vào cái team rồng. Con Lula thì rất là phụ thuộc vào team Light kết hợp với cả Troll. Mặc dù rất mạnh vào giai đoạn late game nhưng mà nếu mà đứng một mình thì rất là phế. Còn Chaos Clay cũng rất là phụ thuộc vào cái Selesai Line. Cụ ông thể lực Keep of the Line cũng vậy, phụ thuộc vào cái đội hình mết. Ngoài ra trong cái bảng tier D này thì có những cái con, anh em sẽ thấy là có cái con 5 sao Sven ở đây. Thì mình xin giải thích tại sao Sven nó lại ở trong cái tier B mà nó không phải là những cái tier cao hơn. Con này thì theo mình đánh giá nó không phải là một cái con carry chính của cái bộ Demon. Nó có cái chức năng, cái skill của nó, cái ultimate của nó sẽ giúp cho cái bộ Demon có khả năng tăng đam. Cái khả năng tăng đam cho tất cả những cái con Demon. Thì ở đây trong cái bộ Demon thì chúng ta có cái con TB rất là dễ, TB rất là dễ lên 3. Vì vậy nên là cái con này nó mới là cái con co chính của cái bộ Demon Hunter. Và cái con TB này thì ở mình xếp ở cái bộ này cũng thế, nó phụ thuộc vào cái team Demon Hunter và những cái line up liên quan đến con này thì thực ra là toàn đánh xoay quanh cái con này là chính. Và con này không phụ thuộc, con này bị phụ thuộc quá nhiều vào những cái line up đánh xoay quanh chính nó, bản thân nó, nên là gần như là để lựa chọn vào những cái đội hình khác nhau thì
không được đa dụng cho lắm, nên là mình xếp vào tier D, tier B, mặc dù là nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe, có thể nói là một trong những con khỏe nhất trong game này, 1 với 1. Còn con Sven này thì nó chỉ là một cái con support trong cái đội hình Demon Hunter. Là một cái con mà nếu nó ra thì cái bộ Demon Hunter nó rất là khỏe. Cái bộ Wick đó. Nếu mà con Sven này xếp vào cái bộ War ấy thì mình đánh giá là nó không khỏe cho lắm. Còn Sven này nếu mà xếp vào bộ War thì nó sẽ bị mất đi cái hiệu ứng Demon. Nếu mà anh em chơi hai con War thuộc hệ Demon, có một con nữa nó là cái con Doom. Cái con Doom thuộc hệ Demon thì cái con Doom ý, mình đánh giá là mình hay chọn con Doom hơn là con Sven ở trong cái đội hình War Warrior anh em nhá. Nên là mình đánh giá con này nó chỉ ở tier B thôi. Tại sao cái con Doom mình đánh giá cao hơn con Sven? Nó có cái ultimate có thể khóa được skill của ở giai đoạn late game ấy, khóa được những cái skill của những cái con mạnh nhất ở trong game ở giai đoạn cuối thì thực sự là nó rất là khỏe. Ví dụ như là khóa được skill của con God of Thunder, hoặc là khóa được skill của con Enigma, con Dark Spirit thì thực sự là rất là khỏe. Khóa được skill, những cái skill như là thả thuyền của Kunkka hay là Ravage của Tsunami thì những cái skill diện rộng đấy mà bị khóa lại thì nó là một cái lợi thế rất lớn cho cái team bạn. Vì vậy nên là cái con Doom mình lựa chọn nó là một cái con rất là mạnh vào giai đoạn cuối game hơn là cái con Sven. Ở trong cái bảng tier B thì có thêm cái con PA nữa. Cái con này thì solo 1 với 1 thì khỏi phải nói rồi. Nhưng chỉ mạnh ở trong cái bộ Assassin khi mà tối ưu hóa được những cái critical, mạnh ở trong cái bộ F khi mà anh em có thêm những cái hiệu ứng mid. Trong cái tier B này thì có Slada. Tại sao Slada này nó không ở những cái tier thấp hơn? Ở trong cái giai đoạn late game ấy thì đa phần nó là những cái bộ như là bộ bộ mạnh ấy, gây cái đam tổng hợp diện rộng như là cái bộ mết ấy thường rất là mạnh, hoặc bộ gót mết thì những cái con có cái tộc Laga thì nó là một cái lựa chọn rất là hay vào giai đoạn cuối game. Vì vậy nên là mình đánh giá cái con Slada, cái con Abyssal này và hai con Abyssal, con Slada và con Ốc là những cái con mà vẫn hữu dụng, vẫn là rất là hữu dụng ở trong các cái đội hình ở giai đoạn cuối game. Ở trong này, ở trong cái tier B thì còn có một con rồng nữa. Cái con rồng Viper có cái skill mà ở cái bản update mới khi mà đầy mana thì nó sẽ tung cái ultimate vào cái con có tốc đánh nhanh nhất ở trong game, thì rất là thích hợp để có thể counter lại những cái bộ kết hợp với cả Glacier, những cái bộ kết hợp với cả con Tron Warrior thì nó sẽ bắn vào cái con Tron Berserker đấy, con Berserker đấy thì nó sẽ bắn vào cái con Berserker hoặc là con Lula này có tốc độ bắn rất là nhanh vào giai đoạn cuối game. Những cái con carry chính của team địch mà có những cái cú đánh tay, ví dụ như con Sniper chẳng hạn, thì nó sẽ bị cái khạc độc của cái con Viper làm cho cái tốc đánh nó sẽ bị giảm đi tới 50%, giảm tốc đánh đi rất là nhiều. Chuyên để counter những cái con Diadam vật lý. Chúng ta đến với cái bảng tier A, con Death Prophet, một cái con tướng 5 sao có skill ultimate diện rộng, gây ra một cái lượng đam lớn. Ngoài ra thì nó thuộc cái bộ Warlock và bộ Undead, một trong những cái bộ mạnh vào cuối game. Thì mình xếp ở tier A, là một cái con khá mạnh và có thể thay thế cho những cái con 5 sao khác. Nếu mà các bạn chưa ra thì có thể pick con này thay thế cũng ok. Con thứ hai là con Berserker. Đây nó là một cái con solo thì phải nói là rất là khỏe. Khỏe gần như là một trong những con khỏe nhất rồi. Tuy nhiên là tại sao nó lại không xếp cái tier B mà nó lại xếp ở tier A? Là bởi vì thế này. Cái con này thì bây giờ ở trong cái meta hiện tại thì những cái bộ như là bộ Lai kết hợp với cả Tron, bộ Tron, bộ Glacier đấy. Bộ Glacier nó cũng là một cái con co chính mà lúc nào cũng được pick. Hoặc là các cái bộ liên quan đến như cái bộ Glacier
như là bộ Glacier Warlock, bộ Warrior kết hợp với Glacier, bộ Warbeat, bộ 9 War. Rất là nhiều. Con này nói chung là ở cái bộ, kể cả là bộ Glacier Hunter chơi thì cũng có pick cái con này. Vì vậy đánh giá con này khá là đa dụng và tiện lợi cho rất là nhiều những cái bộ mà bây giờ đang được chơi, đang được hot, bây giờ đang rất là hot ở cái thời điểm meta hiện tại. Thì mình đánh giá con này có thể là cái meta sau thì con này nó sẽ bị chuyển xuống ở cái tier B, khi mà nó chỉ là một cái con carry thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm bây giờ thì con này nó vẫn rất là gánh kèo đấy anh em, ở trong rất là nhiều đội hình. Tiếp theo chúng ta đến với con Razo. Con này cũng vậy, nó giống như là con Chôn ở trong cái meta mét. Và ở trong cái thời điểm hiện tại thì nói chung là cái con này nó được pick từ cái giai đoạn giữa game và phát triển lên 3 sao vào cái giai đoạn cuối game rất là mạnh. Khi mà anh em ở trong cái bộ mét hoặc là bộ Spirit thì con này nó khủng nhất ở trong hai cái bộ đó rồi. Sát thương diện rộng, gây đam diện rộng, rất là khỏe. Con thứ ba con này thì con TA, con Trâm Anh của chúng ta, Sailing Assassin. Con này mình đánh giá cũng ở tier A bởi vì nó có những cái skill rất là khó chịu, bật giáp lên, tránh được cái lượng đam vật lý cũng như là phép thuật, tạm thời thì bất tử sau 7 cú đánh. Thì thực sự con này nếu mà ở trong cái bộ F hoặc là bộ Assassin thì cực khỏe. Nhưng nếu mà giả sử như anh em có không ở trong hai cái bộ đó thì con này nó vẫn rất là khỏe khi mà nó làm cái con quấy rối vào cái hàng ngũ địch. Đặc biệt là quấy rối ở những cái team mà có những con Hunter hoặc những cái con Mage đứng ở phía đằng sau ấy, thì con này quấy rối cực tốt. Với những cái con Hunter thì mất rất nhiều thời gian vào con này, bắn con này. Ngoài ra thì có thể là con này nó sẽ vỉa một vài con Hunter đằng sau. Rất là khỏe, như là con tiếp cận vào con Sniper chẳng hạn thì rất là tốt. Ngoài ra thì không biết có phải là park game không, nhưng mà nếu mà đánh giá là có những cái đội hình mà có cái con Kill of the Light này, thì khi mà mình cho cái con Sailing Assassin vào ấy thì cái đường trưởng, cái ultimate của cái con Kill of the Light thường nó sẽ bắn theo cái con này, và nó sẽ bắn vào một cái đường trạch đi, khiến cho những cái đội hình ở phía trên của mình, những cái hàng full line của mình, nó được bảo vệ. Nó sẽ không bị cái chiêu đẩy ngựa của con Kiếp của Sơ Lai nó bắn vào, giảm đi một cái lượng đam khá là lớn. Tiếp theo là đến cái con bộ cạp. Con bộ cạp cũng là một cái con mà quấy rối cái hàng ngũ địch, một con assassin mà quấy rối hàng ngũ địch rất là tốt. Ở đây khi mà có một cái stun gây choáng diện rộng, theo mình đánh giá cũng rất là một cái con rất là khỏe vào giai đoạn cuối game. Nếu mà đưa được con này lên 3 sao làm tăng cơ thì mạnh lắm. Và nó còn mạnh, nó phải nói là nó là tier S cộng luôn. Trong cái bộ God Mage, con này đánh giá là ở trong tier S cộng luôn, khi mà cái cú sọc stun của nó thì liên tục. Một cái con lửa Twin Protector thì con này cũng đánh giá là một trong những cái con khá là khỏe ở bất cứ cái đội hình nào. Một con tăng cơ khá là khỏe, và khỏe, đặc biệt khỏe là ở trong cái team F và team God cũng rất là khỏe, hồi máu liên tục. Con này nó sẽ bảo vệ cho cái hàng backline của các bạn. Ngoài ra thì nó có cái khả năng là nó ở trong cái bộ đồ ý, nó rất dễ lên 3 sao. Vì vậy nên là con này nó cũng là một cái trong những cái lựa chọn tăng cơ hàng đầu của mình. Tiếp theo là con súng thì không phải nói rồi. Con này thì gây đam rất là lớn, không cần phải ở trong bộ Hunter đâu. Mình pick vào cái giai đoạn giữa game và có thể đưa lên 3 sao vào giai đoạn cuối game vẫn ok. Rất khỏe, gánh không biết là bao nhiêu các cái trận mà mình live stream rồi, nếu anh em thấy đấy. Còn tiếp theo CM, đến cái giai đoạn cuối game thì con này nó gọi là một cái bước chuyển mình dậy thì gọi là thành công. Vào giai đoạn cuối game thì tất cả những cái skill khỏe nó đều nằm ở những cái con 5 sao.
Và để tung được skill nhanh thì chỉ có cách là tăng mana nhanh thôi. Thì con này nó là một cái con rất là hữu dụng, support cho những con 5 sao lựa chọn hàng đầu. Con sói cũng là một cái con mà đánh giá là ở rất là nhiều những cái bộ khác nhau. Con sói này thì mình đánh giá nó là nếu mà để đặt ở tier A thì có phần là hơi cao một chút, nhưng mà nếu mà để xuống tier B thì nó lại là không, nó gọi là hơi bị thiệt thòi. Vì vậy mình vẫn để ở cái tier A. Thì cái con sói này nó có thể phù hợp với cả cái đội hình warrior, đội hình warrior glacier, đội hình mage cũng rất là cần. Nó đóng vai trò là một con tăng cơ ở trong đội hình mage, rất khỏe, câu kéo được rất nhiều thời gian để tung trưởng. Và nếu mà nói là những cái tier đội hình mạnh nhất thì cái tier mage nó vẫn là một trong những cái đội hình mạnh nhất vào giai đoạn cuối game rồi. Ở trong cái meta hiện tại thì nó lại càng mạnh. Con tiếp theo là con sâu. Thì cái con sâu này cũng vậy thôi. Con sâu này mình đánh giá nó là một trong những cái con mà nó cũng giống như con sói vậy. Nó có khả năng câu kéo thời gian và gây ra những cái sự rất là khó chịu với cái đàn cọc của nó, cọc rắn của nó. Thì mình đánh giá con này nó cũng là khỏe từ giữa game và lên tới late game luôn. Còn một cái con tăng cơ, một cái con tăng cơ khỏe cũng như là gần nhất game này luôn. Con Timber Saw. Thì cái con Timber Saw này cái lượng đam nó gây ra cũng rất là lớn khi mà cái skill của nó gây đam phơ vào giai đoạn cuối game. Cái cooldown rất là nhanh và con này thì cực khỏe ở trong cái bộ God hoặc là bộ Goblin. Nếu mà xếp đủ 6 Goblin, một cái con rất là trâu đây anh em ạ. Mình đánh giá con này nó có thể phù hợp với cả những cái đội hình không cần là phải Goblin đâu. Ở những cái đội hình cần những cái tăng cơ như đội hình Mage chẳng hạn thì con này nó vẫn là một cái lựa chọn nó phù hợp. Con tiếp theo con Dazzle, đương nhiên rồi. Con này thì khả năng giảm cái lượng máu rất là lớn, giảm cái lượng máu mất đi của chết của các bạn rất là lớn vào giai đoạn cuối game. Đôi khi là anh em chỉ cần còn một máu thôi là anh em lật kèo, giảm tới 20% cái lượng mất máu. Ngoài ra thì cái skill ultimate của nó cũng rất khó chịu khi mà có thể chống chết, có thể là tạo lên cái sự bất tử trong vòng tới 4 giây. Đối ở level 2 sao thì là anh em đã có thể là có được 2 ulit rồi, rất là khó chịu, gây ra được một cái câu kéo thời gian rất là nhiều, tới 4 giây liền, giúp cho những cái con như là con Kunkka, con Tsunami có thể là tung được ra cái ultimate trước khi chết. Thì thực sự con này rất là cần thiết ở trong cái giai đoạn cuối game. Chúng ta đến với cả cái bảng S. Cái bảng S này gồm những cái con mình đánh giá là những con mạnh nhất ở trong game này rồi. Những cái con mà nó phù hợp với bất cứ cái đội hình nào và không thể thiếu được. Skill gây ra, một là diện rộng, hai là có thể là gây ra choáng. Và cũng là choáng diện rộng luôn. Những cái choáng của Kunkka thả thuyền, đặt thuyền nước rất là mạnh ở 2 sao là 2 giây. Đóng đá của Medusa. Ngoài ra Medusa còn có ở trong cái tộc Laga có thể chống được cái bộ phép thuật vào giai đoạn cuối game rất là khỏe. Doom với skill khóa skill của đối thủ trong 20 giây thì rất là mạnh. Những cái con, và cái con này nó rất là thông minh anh em ạ. Nó toàn khóa vào những cái con có skill diện rộng và nó là con co thôi. Khóa những cái skill như Ravage, những cái skill như là skill của Dark Spirit, skill đặt bom của con bom rất là mạnh. Con Storm Shaman với cái Static Storm có thể là khóa skill, không cho dùng sử dụng skill trong vòng 5 giây. 5 giây đó là một cái lợi thế rất lớn. Khi mà khóa được diện rộng với những cái skill như là thả thuyền hoặc là đóng đá, chưa kịp tung ra thì đã bị chết rồi, thì thực sự con này nó lấy một cái lợi thế rất lớn. Ngoài ra
Con này nó thuộc cái bộ Saman, giúp cho anh em sưu tập được chỉ có hai con Saman thôi, sẽ có thể hack hóa gà được, hóa gà được một cái con của quân địch trong vòng ở level, bất cứ level nào thì nó đều là 6 giây hết. Thì thực sự nó rất là kinh khủng. 6 giây thì coi như là anh em, ví dụ như là anh em 10 với 10 thì nó sẽ là 9 với 10. Rất là khỏe. Con bom với skill diện rộng và gây ra sát thương vật lý, rất khỏe vào giai đoạn cuối game. Con tiếp theo, con máy bay cũng vậy, giống như con bom nhưng mà gây sát thương basic, sát thương phép diện rộng. Và cái cooldown của nó thì rất là nhanh. Hai con này cooldown chỉ có 10 giây thôi. Thả ra cái quả bom nguyên tử rất là nhanh. Con thần rớt của chúng ta thì cũng vậy. Gây ra cái sát thương tính theo phần trăm máu, sát thương diện rộng. Ngoài ra thì có khả năng là tăng cái sức mạnh tấn công lên chest, gây ra cái lượng sát thương nhiều hơn lên chest của bạn, mất máu nhiều hơn, giúp cho bạn có thể là kết liễu đối thủ nhanh hơn. Ở đây có một cái con AM mình xếp ở cái tier S ý. Thì anh em sẽ thắc mắc là tại sao một cái con 1 sao mà mình lại xếp lên cái tier S. Thì mình xin giải thích như sau. Cái con AM này ở giai đoạn cuối game ý, nó rất cần để nó counter những cái con như là con Kunkka ở cái hàng full life, con Medusa, con Doom. Đặc biệt là cái con Doom này, ở giai đoạn cuối game, ví dụ như anh em sở hữu một cái đội hình mà nó có khá nhiều những cái con 5 tiền lên được 2 sao thì rất là sợ con Doom. Nhưng khi anh em có một cái con AM vào trong cái đội hình thì anh em chỉ cần đặt cái con AM trước con Doom thôi thì mọi cái câu chuyện nó sẽ được giải quyết. Thứ nhất là con AM nó sẽ trừ mana, giúp cho con Doom nó không thể tung được cái skill của nó. Thứ hai là kể cả là nó có đánh trượt cái con Doom này này thì con Doom này nó cũng rất là khó để tăng mana khi mà cái hiệu ứng Demon của nó đã bị biến mất nhờ có cái hiệu ứng Wick của team bạn. Thì cái con Demon này khi mà nó mất cái hiệu ứng Demon ý thì nó tăng mana rất là chậm. Các cái cú đánh tay của nó không hề xuyên giáp nữa. Đam bé đi thì đương nhiên rồi, mana tăng sẽ chậm hơn. Và cái cú Doom nó sẽ chậm. Khi mà Doom chậm thì dẫn tới việc là có thể là bạn có thể tung trưởng trước khi là bị Doom. Vì vậy là con AM này nó rất là quan trọng ở cái giai đoạn cuối game. Và đặc biệt là nó sẽ counter được những cái con như là cái con này. Con này, con này, con này. Gần như là anh em cứ đặt trước mặt nó thôi. Rất là khỏe. Mình đánh giá con AM này rất hữu dụng từ đầu game đến cuối game đấy. Là một trong những cái con mà từ đầu game đến cuối game luôn mình dùng anh em nhé. Con tiếp theo là con Evil, Shutdown Evil. Thì cái con này cũng vậy thôi. Rất là khỏe vào giai đoạn cuối game. Sát thương diện rộng, gây đam. Có đam, phơ đam nhờ cái hiệu ứng Demon. Và thích hợp với rất nhiều đội hình. Ở trong meta này thì đội hình Warlock này, đội hình Tron, Glacier kết hợp với cả Warlock, đội hình Mage đều có cái con này góp mặt. Kể cả là đội hình Goblin kết hợp với cả Warlock. Nói chung là con này nó là một trong những cái con mà ở rất nhiều đội hình và phát triển từ 2 sao lên 3 sao ở trong cái giai đoạn giữa game đến cuối game luôn. Chúng ta đến với cả cái tier S+, S cộng. Thì ở cái tier này thì nó là một trong những cái con mạnh nhất trong game này vào giai đoạn cuối game. Mình đánh giá nó phù hợp với tất cả mọi loại đội hình anh em nhá. Thì con đầu tiên không có gì mà phải bàn cãi ở đây cả. Dark Spirit với cái skill Fur Dam trừ thẳng vào máu, rút máu theo phần trăm, diện rộng, một trong những con kinh khủng nhất trong game này. Chỉ một bãi thả ra thôi, ở level con này 2 sao thì nó là một cơn ác mộng. Đặc biệt với những cái đội hình mà giáp to máu nhiều như là Warrior hoặc là Goblin rất là sợ. Ngoài ra thì ở những cái bộ như là bộ Mage, con này nó cũng kháng phép rất là lớn với 50% kháng phép. Ngoài ra thì kết hợp được với cả các cái bộ Warlock, rồi bộ Mage liên quan đến Tron, liên quan đến rất nhiều bộ. Nói chung là không phải bàn cãi ở đâu, con này nó là mạnh nhất trong game rồi.
cứ có thì là cứ pick thôi mà cho vào thôi. Team nào cũng được, team F cũng chơi. Mà team Hunter thì có thì cũng đẹp luôn. Team War rồi thì team team Light, nói chung là chơi hết. Con tiếp theo là con Tetsulami với cái ra vết diện rộng gây choáng tới 2 giây và rất rộng, gần như là 5 ô là gần như là hết bản đồ rồi. Đứng ở giữa cái bàn cờ thì gần như là hết bản đồ là bị choáng. Rất là khỏe, ngoài ra lại kèm theo đó là cái bộ Laga, một trong những bộ counter ở giai đoạn late game với bộ mết. Rất là khỏe. Con gấu cũng vậy luôn. Con này thích hợp với rất nhiều đội hình và rất dễ để có thể lên 3 sao. Lên 3 sao và gánh tem rất là nhiều. Làm tăng cơ là chính. Ngoài ra thì có thể là kết hợp với những cái bộ beat để tăng đam. Nhưng mà chủ yếu thì mình vẫn là cái tăng cơ của con này thôi. Khi mà nếu mà có cái refresh orb thì gọi ra hai con gấu thì rất là trâu với cái lượng máu của ba con Ulit liền. Anh em nếu mà anh em có con này thì có khác gì là 11 đánh với cả 10 đâu. Và con cuối cùng là con God of the War. God of War thì con này cũng vậy. Và con này nó là một cái con giống con AM vậy. Nó mạnh từ đầu game đến cuối game luôn. Thích hợp với mọi loại đội địa, mọi loại đội hình. Và nó là một trong những cái con tăng cơ khỏe nhất trong game này. Một cái bức tường thành vững chãi, có thể bao bọc được những cái bộ như là Hunter, bộ Mết, bộ God, bộ Warrior, rất nhiều các cái đội hình mà con này nó có thể gánh tem cho các bạn luôn. Chỉ khi nào mà anh em đục được ra, đục qua được cái con này thì anh em mới tính được đến những cái hàng đằng sau. Một trong những cái bức tường thành rất là khỏe. Và có cái skill ở level 3 giảm tới 75% cái sức sát thương ở phía trước, trước mặt. Đồ tăng cơ mà vứt hết cho con này thì thực sự là không thể nào mà đỡ được. Kết hợp với cả khi mà giáp đã dày rồi mà kết hợp với cả bộ Laga nữa thì nói chung là chết được thì là cũng mất rất là nhiều thời gian đấy. Rồi thì cái clip của mình về nhận định đánh giá những cái con bài mạnh nhất trong game vào giai đoạn cuối thì đến đây là kết thúc anh em nhé. Thì mọi ý kiến và phản hồi của các bạn thì xin các bạn hãy comment cho mình vào phía dưới video clip. Và anh em thấy hay thì anh em like cho mình, động viên cũng như là có thể share cái video clip này cho mình nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Game today.